phía Cục An ninh của Ukraine vừa mới bắt giữ một cái tàu dầu của Nga tên là Neymar, vì cho là cái tàu này là đã vào tháng 11 năm 2018 là đã bắt giữ ba cái tàu quân sự của Ukraine. Thì cái động thái này được xem là cái việc trả đũa cho cái việc Ukraine, trả đũa cái việc mà bắt giữ, cái việc Nga bắt giữ tàu quân sự của Ukraine vào tháng 11 năm 2018. Và thưa quý vị, thì cái lý do mà bên phía Cục An ninh của Ukraine có nói là cái tàu này là tàu Neymar. Tuy nhiên hiện nay cái việc bắt giữ trong ngày hôm nay cái tàu chở dầu này đó thì nó đã được đổi tên thành là tàu Nika Spirit. Tức là thực chất là cái tàu vẫn là cái tàu cũ nhưng mà ở dưới một cái vỏ, ở dưới một cái tên là tên mới. Và phía Ukraine cho biết là hiện nay đã có 15 cái quan chức quân sự cao cấp của Nga bị bắt giữ trong cái đợt này, trong cái trên tàu này. Và ở phía Nga thì thưa quý vị, là phía Nga cho là Ukraine cần phải suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra. Và Nga hiện nay đang điều tra, đang tiến hành mọi biện pháp để tìm hiểu chi tiết cái vụ việc, và cho là Nga nói là có một cái trả đũa thích hợp cho vấn đề này. Thưa quý vị, thì trở lại tháng 11 năm 2018 thì Nga đã nổ súng để mà bắt giữ ba cái tàu quân sự của Ukraine. Cái vấn đề này đã làm nóng lên những cái căng thẳng giữa hai nước ở trong khu vực, và cái vụ việc này đã được đưa lên hòa giải, có sự can thiệp của Liên Hợp Quốc cùng các nước khác. Thì ở góc độ của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ Tổng thống Donald Trump vào cái thời điểm đó có nói là chúng tôi không thích cái điều này xảy ra tại khu vực này và mong muốn mọi việc được giải quyết một cách trong những cái hòa bình, và được hai bên cần nhanh chóng đi đến một cái giải pháp chung cho vấn đề này. Thì ngày hôm nay, tức là khoảng 7 tháng sau thì Ukraine đáp trả lại những cái hành động trước đó của Nga. Thì hiện nay thì thưa quý vị, những cái qua lại như vậy đã làm cho các nước rất là quan tâm, đặc biệt là thưa quý vị cũng biết là Ukraine hiện nay là có cái sự hậu thuẫn rất lớn của phía châu Âu cũng như Hoa Kỳ, và đặc biệt là Ukraine là muốn có một cái sự độc lập nhất định trong vấn đề này, ra khỏi Nga, không tránh bị lệ thuộc vào Nga như trước đây. Thì do vậy mà cái việc đáp trả này cho thấy là cái căng thẳng quân sự nó có thể là nó leo thang trong những ngày tới nếu mà hai bên không có những cái đàm phán thích hợp với nhau.